Trúng. Học không? Ui. Rớt. Lụm cu cả nhà. Chết luôn hả? Đây cả nhà. Cu ngói à. Có cu đang lái nữa. À bây giờ. Ừ bay luôn, tính bơi trời. Bay. Má, nó xem nó trúng không. Ừ. Chúng. Đúng rồi đó. Chưa rớt, chưa rớt. Bà hãy nổi rồi, bà hãy nổi rồi, con đó bà hãy nổi rồi đó. Gãy cánh rồi, bảo. Để bắn chỗ chết luôn. Chúng rồi. Bên luôn rồi, đau rồi. À, mạnh đạn quá. Mạnh đạn quá. Rất quá đẹp luôn. Rất quá đẹp luôn.
quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Về. Về. Chững lặng rồi đó. Siêu phẩm, siêu phẩm. Siêu phẩm cả nhà. Về. Gãy cánh. Ok, để mình bắt con này cho cả nhà xem. Anh em nghĩ làm video cho anh em cực khổ lắm. Ủa, sướng lắm hả? Nè, thấy không? Nè. Đó, mình bẫy ướt nhạt là thấy không? Từ trên xuống dưới. Nè, cọc cọc nè. Đây. Còn hai con nữa để mình ra mình lội lụm. Mệt thì mẹ. Còn cả nhà. Đúng rồi, Bảo. Con nó bay hết nổi rồi, bay hết nổi kìa. Má về luôn rồi. Trời trời ơi. Chúng mày. Từ từ. Mạnh kìa. Mạnh kìa. Cọc rớt xuống cả nhà. Bắn dưới nước bay lên đây nè. Xong bây giờ rớt xuống đây nè. Tụi má cả nhà, bắn ngay hồ nó bay qua tới trên đây rớt xuống. Thôi hai anh em mình về nha, để coi tình hình đi về có được gì không thì mong cả nhà đón xem video nha. Ok, mệt quá.
Ui. Hết đạn rồi. Còn cái hôm nãy mình bắn trúng mà giờ nó lần dưới đây nè cả nhà. Nước trong có mình thấy nó luôn. Trời mày đứt hơi mày chết luôn. Bơi hết nổi rồi, bơi hết nổi rồi. Này con mặt má chứ không phải con một cọc. Bơi, bơi. Chuẩn bị về tự nhiên thấy đó. Nãy tưởng đâu mất rồi. Ai về, đứa đứng ở đây à. Ơi. Ơi. Để cả nhà. Mặt má nha, mà còn tơ. Nó đứt hơi nó chết rồi. Đây. Để mình bắn á. Yeah, sớt mấy cánh á. Nên nó lội đâu được đâu. Nó bơi, nó bay không được. Đáng lẽ về rồi. Mà tự nhiên thấy ông chả đứng lại đó. Mình tưởng đâu là nó hồi sức. Nó bay tiếp. Hay về. Thì đứng đây mày đợi tao. Bắt má mà còn tơ nhỏ hơn hai thằng kia. Ôi, về. Hello cả nhà. Thì chuyến đi săn này bận công chuyện nên về sớm cả nhà. Giờ thì chắc cũng tầm 2 giờ rồi. Anh em mình đi từ 9 giờ tới 2 giờ rồi. Cũng hơi mệt cả nhà ơi. Bắn thì ombi cũng nhiều lắm. Trúng thì cũng nhiều nhưng mà sảy thì cũng nhiều. Thì thành quả hôm nay đi được như đây nè cả nhà. Đây. Chán quá. Đây thành quả đây đều được 3 con bạc má nha. Đây. 1, 2, 3 bạc má, 2 con cọc, 1 con cu ngói nha. Thì hôm nay chạy qua thẳng tới điểm luôn thì bắn. Trong bi dính mưa nên nó xét. Đây cả nhà, một số thành phần bi con này thì bắn, 1 là bể đầu, 2 là gãy cánh nó mới ấy thôi. Còn ngay mình là không ăn thua nha cả nhà. Thì hành trình hôm nay video xin tạm dừng tại đây. Thì để một chút xíu mình trên đường về mình có bán được một con nào á thì mình quay cho cả nhà xem nha. Ok, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà một video mới.